Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã đẩy giá vàng tiếp tục tăng cao lên mức 1847,2 đô la Mỹ một ounce. Giá mỗi lượng vàng miếng SJC hiện vẫn cao hơn thế giới gần 18 triệu đồng. Thị trường vàng quốc tế sáng 21 tháng 5 năm 2022 có nhiều biến động. Kính thưa quý vị, tại một số đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước, giao dịch vàng miếng sáng 21 tháng 5 năm 2022 của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giữ nguyên giá mua vào là 68,9 triệu đồng một lượng và bán ra 69,8 triệu đồng một lượng. So với ngày trước đó, mỗi lượng vàng miếng đã tăng 350.000 đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng quay lại mức 1 triệu đồng một lượng như các phiên đầu tuần. Nếu so với những ngày đầu tháng 3 năm 2022, những người lớn mua vàng lúc lên đỉnh 74 triệu đồng một lượng, đến nay sau 2 tháng vẫn đang lỗ hơn 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới gần 18 triệu đồng một lượng. Hiện tại nhờ sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ, giá vàng thế giới đã tăng lên 1847,2 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang sát 52 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế phí. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm phiên thứ 3 liên tiếp vì các nhà đầu tư lo ngại về những tín hiệu tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Tương tự, đồng bạc xanh cũng đi xuống và giúp vàng tăng giá. Khảo sát mới đây của Reuters được tiến hành đối với 89 nhà kinh tế trong các ngày 12 đến 18 tháng 5 cho thấy, các nhà kinh tế gần như đồng thuận trong dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản từ mức 0,75% đến 1% hiện nay tại cuộc họp vào tháng 6 năm 2022. Tương tự, có 54 trên 89 nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 7, trước khi tăng 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp còn lại trong năm 2022. Sau đó, 18 nhà kinh tế dự báo mức tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Đa phần các nhà kinh tế nhận định lãi suất sẽ đạt khoảng 2,5 đến 2,75% hoặc cao hơn vào cuối năm nay, sớm hơn 6 tháng so với dự báo trong cuộc khảo sát trước và gần như đúng với kỳ vọng của thị trường về khoảng lãi suất 2,75 đến 3%. Việc lãi suất tăng cao sẽ phần nào kìm hãm đà tăng của giá vàng là vì tài sản không sinh lời. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.